chồng còn tiền không? Ấy, kiểu gì mà không? Kiểu có cũng bảo không, chắc chắn. Bởi cũng bảo không là mất ngay. À, bảo có là mất hút ngay. Đúng không? Bảo là vì anh vẫn còn tiền mất hút ngay. Được nghe, bán đi phi đi ạ. Ui. Thì các chị bảo thôi, dúi từ 500 nghìn vào túi, đụp một phát vào túi. Chồng cầm đi, ví dụ nắng nôi thì uống cốc nước cho nó đỡ khát. Đi chậm chậm thôi, lúc nào đi về thì tạt qua quán nước, uống cốc nước xong rồi về, nghỉ giải lao. Ừ đấy. Thế đi, có phải là tình cảm không? Đúng không? Vợ chồng tình cảm nhân đôi luôn. Đấy, đưa cho 500. Hôm tối về hỏi này, chồng còn tiền không? Chắc chắn bảo còn luôn. Nếu nay em bảo còn luôn. Hôm nay chồng mới bụp gốc trà đá, vẫn còn 497 nghìn. Ví dụ là xe xăng, ui tự tin lắm, vào đổ ra vào cây xăng phát, cho nó đầy bình đi. Nói thế thôi chứ đổ đầy bình xe máy hết 100 nghìn, đúng không? Nhưng mà nó sởi, nó là một cái gì đấy, bơm cho cháu đầy bình. Nó vẫn khác với cả này. Cô ấy cho cháu 20, đúng không? Nó khác hẳn nhau, đúng không? Đấy, các anh tự tin hẳn, các anh ra đường các anh tự tin hẳn. Ví dụ bạn bè chẳng hạn bảo ơi, ví dụ gọi em ra đây, vào đây làm cốc trà lái em ơi. Ví dụ nha, có khoảng độ 5 lít trong tay, có 500 nghìn trong tay đúng không? Ui được luôn bạn ơi, vào làm cốc trà lá xong rồi về đỡ mệt. Ấy, ví dụ vào uống, ví dụ nó trả tiền cho thì không sao. Nó mà ủi hôm nay vợ tôi không cho tiền uống nước, bạn trả tiền đi trả nhẹ vào tôi không có à, đúng không? Đúng không? Ơi, thôi bạn đi về đi, để tôi trả cho. Nó vẫn là một cái gì đấy, đúng không nào? Vâng. Chứ ai giả, thằng này không sợ vợ, hai được giữ tài chính ai già. Cái gì đấy? Nhưng mà biết đâu là sáng nay vợ vừa cho 5 lít. Mẹ về không sao kê đàng hoàng, nó đấm tím mắt. Oh my Đúng không? Đúng quá chứ nhỉ. Không hiểu à, không hiểu thì dịch ra tiếng Indo cho các bạn hiểu nhé mọi người. Rồi, mấy anh có vợ ở đâu hết rồi? Chứ đúng hơi ít này. Cái gì? Khổ lắm, lấy ai bây giờ? Lấy ai? Đây là em đang tâm sự, đây là thật sự em đang tâm sự để cho các chị nới lỏng cho các anh một tí thôi. Cho các anh dễ thở một tí. Chứ đàn ông con trai mẹ bọn em khó thở lắm. Cái gì cũng đè lên đầu. Đó là cách tôi yêu bạn. Saya tidak akan menyerangmu. Tôi sẽ không tấn công bạn. Thì bây giờ ví dụ như là không có tiền thì bây giờ có muốn mua quà cho các chị cũng không được. Saya mencintai kalian dengan tulus dan tidak meminta hadiah dari kalian. Vidya yêu bạn chân thành và không đòi quà từ bạn. Đấy, cứ phải chắt bóp. Sáng không dám ăn sáng, đáng ra được ăn ổ bánh mì, nhưng mà thôi. Đấy, sắp đến ngày phải tặng quà cho vợ rồi. Làm nào đây, thôi nhịn. Nhịn ăn sáng. Ví dụ như là ăn cơm công ty thì không sao. Mà mấy anh mà phải ăn ở ngoài, mỗi ngày các chị cho 25 nghìn suất cơm thì thôi. Cô ơi, úp cho bát mì tôm. Còn 20 nghìn cháu phải để dành để mua quà cho vợ. Đấy, các chị có biết thương anh em bọn em đâu, có biết thương các ông chồng đâu, Cảm ơn chồng đã tương đúng không? Các ông chồng thiệt thòi nhiều lắm, nên là nhiều cái thiệt mà em không nói ra thôi, chứ còn các chị phải hiểu cho các anh một tí, chứ đừng có đè đầu cưỡi cổ các anh rồi để đến lúc các anh mà vùng dậy, rồi bọn em vùng dậy là mệt đấy. Đúng.